Pháp hành của Phật giáo, băng thứ 13, trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Do cái hỏi này á, thầy mới trở lại cái tứ chánh cần để đình lại cái tứ niệm xứ, để trả lời cho nó rõ ràng ở trong cái pháp tứ chánh cần, để chúng ta biết tu tứ chánh cần không có nghĩa là tu thiền đông độ, không có nghĩa là chẳng niệm thiền niệm ác, chứ không khéo rồi nói chúng ta sẽ tu niệm thiền niệm ác. Cho nên phân biệt được như vậy thì chúng ta thấy rõ rồi. Bây giờ thì trước khi mà học tứ niệm xứ, tiếp tục học những chi tiết của tứ niệm xứ, thì chúng ta sẽ nghe những câu hỏi vấn đạo. Vì những cái vấn đạo này nó cũng có cái liên quan ở trong cái cuộc sống tu hành của chúng ta. Cho nên trong cái năm nay là cái năm mà chúng ta học giới hành, mà cái vấn đạo nó làm sáng tỏ, tức là cái hỏi nó làm sáng tỏ cho cái con đường mà thực hành của chúng ta hơn, làm chúng ta hiểu từng những cái danh từ, từng những cái hành động tu tập, cái đúng cái sai, để từng đó chúng ta tu tập cho nó đúng, nó không có còn tu sai nữa. Vì nhiều khi thầy bận công việc, không có gần bên các con, thì trong khi sai thì các con tu sai thì các con ôm lấy chịu, chờ thầy về hoặc là chờ có gặp thầy, thì lúc bây giờ nó sẽ lạc rất xa, cái thời gian rất dài, nó sẽ khó xả. Cho nên hôm nay thì trong cái phần vấn đạo thì cô cũng đứng ở trong cái góc độ mà qua những cái bài giảng, tuy rằng cô không có dự nghe, nhưng mà mỗi lần giảng rồi thì về thì cô có trực tiếp đến hỏi thầy, thì thầy có tóm lược lại những cái ý trong cái ngày, trong cái buổi giải đó như thế nào, để cho cô theo đó mà cô hỏi thầy, để rút tỉa qua những cái danh từ cũng như là cái kinh nghiệm mà cô có hiểu biết được cái phần mà thực tập của mình, rồi cô rút tỉa ra cô hỏi thầy con có đúng hay sai theo cái giáo lý của đạo Phật. Cho nên trong cái năm này, năm nay mà chúng ta học về cái giới hành nó rất là có giá trị, mà hầu hết là có một số người rất là thiếu phước mà không được nghe cái những cái điều này, thì thầy nghĩ rằng một ngày nào đó thì trong cái những cái bài mà vấn đạo này nó cũng sẽ thành in thành sách, để nó chỉ cho rõ chúng ta hiểu biết con đường tu tập của chúng ta đúng theo đạo Phật như thế nào. Bây giờ về phần vấn đạo thì thầy chân thành hỏi thầy, kính bạch thầy, con dùng câu pháp hướng thân tâm như cục đất phải ly dục, ly bất thiện pháp, không còn tham sân si, không còn trộm cắp, không còn sát sanh, không còn dâm dục, không còn nói vọng ngữ, không còn nói lời phù phiếm, không nói lời hung ác, không nói lời lưỡng thiền lưỡng ngữ, để tu tập tứ chánh cần. Ngoài giờ thời khóa đã quy định, trừ lúc ngủ, còn thì lúc nào rỗi là con tu để nhắc tâm không phóng dật, thay cho những câu pháp hướng khác. Câu pháp hướng này là chủ lực cho việc tu tập hàng ngày của con. Như vậy có được và đã đúng với phương pháp tu chưa? Đó là thầy chân thành, thầy lập một cái câu pháp hướng rất dài, và gồm hết trong đó nó có những cái giới lực, và nó có những cái thiền định, cái sơ thiền, ly dục ly ác pháp, và còn có ba độc tham sân si nữa. Cho nên do cái câu pháp hướng như vậy, thầy hỏi nghe thì nó rất là đầy đủ, rất là trọn vẹn dữ lắm đó, nhưng mà hỏi thầy coi nó đúng chưa, hay hoặc là nó còn thừa, hay hoặc là nó thiếu cái nào, để cho thầy bổ túc thêm cái câu pháp hướng. Vì như các con cũng đã biết rằng trong con đường tu của đạo Phật đó, cái pháp hướng đó, nó có một cái quyền lực, nó có một cái đạo lực, nó có một cái oai lực, nó có một cái thần lực. Từ cái chỗ mà biến cái trí tuệ bén nhạy cho đến trở thành một cái đạo lực siêu việt, thì từ cái pháp hướng đó mà sinh ra. Ngoài cái pháp hướng đó, thì nó không có sinh ra, nhưng mà đặt cái trạch pháp một cái pháp hướng, tức là chọn lựa một cái câu để trở thành pháp hướng, rất là khó, nó không đơn giản đâu. Cho nên coi vậy, chứ trạch pháp đúng thì nó hiệu quả, mà trạch pháp không đúng trong cái trạng thái, cái vai trò của nó đang có phận sự để mà làm cái việc đó, mà mình đặt sai tên sai tuổi của nó rồi, thì tức là nó không có hiệu quả đâu. Cho nên ở đây thầy chân thành đưa ra, nêu ra cái chỗ câu hỏi này có mục đích là nhắc nhở các con cũng như các thầy, khi đặt một cái pháp hướng
thì phải có một sự chọn lựa rất kỹ. Cho nên trong thức giác chi, Phật nói trạch pháp giác chi đó. Nếu không thì Đức Phật đâu có dạy là trạch pháp làm gì. Trạch pháp tức là phải chọn lựa rất kỹ. Nó là một cái pháp mà giác chi nó chỉ cho đó là cái bồ đề. Mà bồ đề có nghĩa là giải thoát. Trạch một cái pháp đó ra để cho nó làm cho mình được giải thoát. Ví dụ như tâm như cục đất, không còn tham sân si nữa. Thì có phải tâm mình như cục đất mà không còn tham sân si nữa thì nó giải thoát chứ. Cho nên cái trạch pháp, một cái câu pháp mà nó như vậy đó, gọi là trạch pháp giác chi. Một cái câu làm cho tâm, thân tâm mình được giải thoát, cho nên gọi là trạch pháp. Trạch pháp nghĩa là chọn lựa, mà chọn lựa rất là kỹ. Mà chọn lựa trong cái câu pháp đó để làm cho mình trở thành giải thoát, trở thành bồ đề đó. Giác chi là bồ đề đó. Đó, cho nên cái câu pháp mà chọn lựa như vậy để làm cái pháp hướng, nó không phải mình đụng đâu mình cũng nói đại ha, hoặc là mình ghi đại, phải đâu, mình suy nghĩ kỹ coi cái tâm mình lúc bây giờ nó như thế nào. Lúc bây giờ nó đang sân nè ha, hoặc là đang vô minh nè ha, hoặc là nó đang tham muốn cái gì ha, hoặc là nó còn thích cái gì, thì mình đặt cái câu pháp hướng cho đúng cái tâm trạng của mình lúc bây giờ thì mình nhắc nó thì nó có hiệu quả. Đó, thì phải hiểu được cái trạng thái tâm của mình thì trạch pháp nó mới tốt. Đáp: trạch pháp giác chi là tìm một câu hay chọn một câu pháp hướng cho đúng thời điểm. Đúng cái thời điểm tức là cái thời điểm đó, cái tâm trạng mình cái gì đó, cái hoàn cảnh đó nó xảy đến cho mình, và cái tâm trạng của mình lúc bây giờ nó đang ở trong cái tâm trạng gì, nó bình thường hay hoặc nó giận hờn, nó phiền não, nó đau khổ như thế nào đó, thì cái câu pháp hướng nó phải chọn rất kỹ để cho nó đúng cái thời điểm đó và nó đúng cái tâm trạng đó, cái hoàn cảnh đó, thì mình hướng tâm mình nhắc thì nó hiệu quả. Nếu câu pháp hướng đó không có hiệu quả thì phải chọn câu pháp hướng khác tùy ở đặc tướng của mọi người. Mình đã đặt cái câu pháp hướng đó nó đúng với cái tâm trạng, cái hoàn cảnh, cái thời điểm nó đúng, nhưng tại sao nó lại không có hiệu quả? Nó không có hiệu quả, cho nên mình mới xem lại cái khả năng của mình. Cái câu đó nó dài quá, nó làm cho mình lộn xộn, lúc nhớ lúc quên, thì tức là nó do cái đặc tướng mà mình không nhớ được, do đó mình phải làm cho nó ngắn lại để cho mình tiếp nhận nhanh và ra lệnh cho nó gọn, thì cái tâm mình nó chịu ra lệnh hơn là nó chịu nhắc nhở suông. Cũng như có đứa trẻ thì nó chịu ngọt ngào, mà có đứa trẻ thì làm dữ nó mới nghe theo, còn có đứa thì khuyên lên nó nghe theo liền. Cho nên cái pháp hướng á, thì chúng ta dùng để mà điều khiển cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta, nó cũng như là chúng ta biết thiện xảo hay là khéo léo để mà hướng dẫn hoặc là dạy dỗ một đứa trẻ hay hoặc là một con vật. Ví dụ như chúng ta biết cái tính của con voi, con ngựa đó, nó cái tính nó như vậy, cái đặc tướng nó như vậy, cho nên mình dụ dỗ như vậy mà mình không có nạt nộ nó. Còn mình biết cái đặc tướng của nó như vậy đó, thì mình nạt nộ hơn là dụ dỗ, tùy theo cái chỗ đặc tướng đó. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải quan sát được cái đặc tướng của chúng ta, từ đó cái câu pháp hướng chúng ta phải chọn phải đúng cái chỗ đặc tướng đó nữa. Câu pháp hướng trên của con, đây là thầy bị gì chân thành hỏi thầy câu pháp hướng đó có đủ hay không đó. Cho nên thầy giải thích cái phần mà trạch pháp, trạch cái câu pháp hướng ra để cho các con biết chung là các con phải chọn lấy cái câu cho nó đúng, cho đúng thời, đúng thời điểm, đúng tâm trạng, đúng hoàn cảnh, rồi còn tùy ở cái đặc tướng của mình nữa. Còn bây giờ trả lời cho cái câu mà của chân thành. Câu pháp hướng của con trên đây của con tuy đầy đủ nhưng lại thừa. Thừa như thế nào? Không còn trộm cắp, không còn sát sanh. Nghĩa là bây giờ chân thành thì đâu có còn trộm cắp, không còn sát sanh nữa, mà nói không còn trộm cắp, không còn sát sanh thì đó là thừa ở trong cái câu pháp hướng rồi. Bây giờ mình đâu có trộm cắp, đâu có sát sanh nữa, thừa. Nếu con không nói vọng ngữ, không nói lời phù phiếm, không nói lời hung ác, không nói lời lật lọng thì lại thừa thêm một phần nữa. Nếu mà những cái này mình không nói nó là lực thừa thêm, mình thấy hiện bây giờ tâm trạng mình nó đã đạt được những cái nó đã ly được những cái pháp ác khác rồi, bây giờ nó còn những cái pháp ác nào, thì trong khi cái tâm mình chưa xả được những cái đó thì mình đặt cái pháp hướng ngay đó, nó gọn mà nó ngắn, chứ không khéo nó dài lộn thuộc, mà những cái đó nó bằng thừa là vì mình giờ không trộm cắp, không sát sanh, không tà dâm, không vọng ngữ nữa, mà giờ mình cũng nhắc nó nữa thì coi như nó nhắc nó hoài nó cũng tức, cái tâm nó tức, tôi có làm gì nữa đâu mà biểu tôi vậy hoài, thành ra nó cũng giận,
Ví dụ như một đứa bé nó không rầy nó đừng ăn dụng nữa, mà giờ nó hết ăn dụng rồi mà cứ rầy nó hoài bảo đừng ăn dụng nữa thì nó ghi lại liền, nó nói con có ăn dụng nữa đâu mà mẹ cứ nói con ăn dụng hoài, con đâu có lấy ăn dụng nữa. Đó là những cái, cho nên vì vậy cái pháp hướng nó cũng như vậy, cái tâm mình nó cũng như vậy, nó không phải đơn thuần. Cho nên vì vậy đó, nếu mà xét qua cái câu pháp hướng này mà nó đúng là tất cả những từ ở trên này con đều hoàn toàn là phải có như vậy hết thì con dùng nó thì đúng. Mà nếu mà có những cái mà con đã dứt được, có những cái con từ nhỏ chí lớn không có làm mà bây giờ nhắc nó vậy là sai đó, thì đó cái pháp hướng nó phải dài dòng quá mà nó là không đúng với cái tâm trạng của mình, không đúng với cái trạng thái tâm. Thì như vậy một cái câu hỏi như vậy nó làm cho chúng ta sáng sủa hơn, để trên bước đường tu chúng ta chọn lấy những cái câu pháp hướng cho đúng để mà chúng ta nhắc tâm mình. Cho nên chọn một câu pháp hướng phải đúng tâm trạng mình, ở trạng thái chưa xả ra được, chưa điều khiển được, chưa chủ động được. Nghĩa là bây giờ sân mình còn sân này, thì đó là mình phải đặt cái pháp hướng cho có cái xả cái sân. Bây giờ tâm mình còn ham muốn cái gì đó, nó còn tham nè, cho nên mình đặt cái câu pháp hướng phải có cái từ tham ở trong đó cho nó xả cái tham ra. Như vậy thì nó mới còn đúng được cái câu pháp hướng. Thầy nhắc lại, cho nên chọn một câu pháp hướng phải đúng tâm trạng mình, ở trạng thái chưa xả, chớ xả rồi thôi đừng có nhắc nữa, mà đã chưa xả thì nhắc. Cũng như bây giờ thầy điều khiển, thầy bảo cái hơi thở tịnh chỉ đi, nhập tứ thiền, thì bắt đầu cái hơi thở thầy nghe lời tịnh chỉ, mà thầy cứ nhắc nó hoài vậy nó ghét thầy lắm, cho nên nó đã làm theo thầy rồi mà cứ bảo nó hoài sao được, cho nên thầy đâu có cần nhắc nó nữa. Bây giờ câu kế nữa, hỏi: kính bạch thầy, người tuổi trẻ như vừa rồi thầy có nhắc lại cái câu hỏi này á, thì ở đây thầy trả lời luôn để viết thành văn luôn. Kính bạch thầy, người tuổi trẻ và người nhiều tuổi tu có gì khác nhau giống nhau? Theo chỗ con hiểu, người trẻ tuổi ít quân tập ở đời nên dễ tu hơn, người nhiều tuổi do quân tập các pháp thế gian nên khó tu hơn, hay do luật nhân quả mà người trẻ tuổi và người nhiều tuổi nhiễm tập nhiều đời tốt hay xấu mà dẫn đến tu lâu hay mau là do duyên nghiệp này? Đáp: ở đây sự quân tu không phải ở một kiếp nên không thể so sánh tuổi trẻ và nhiều tuổi được. Nghĩa là bây giờ đó mình đang ở trong cái đạo tràng này ai cũng có duyên tu hết, nhưng mà có người tu mau và có người tu lâu. Là tại sao? Là tại vì cái người mà tu mau đó họ đã quân nhiều cái đời, đã tu trước rồi, còn mình có gieo cái duyên tu chứ mình chưa có tập luyện, cho nên mình dù là tuổi trẻ đi nữa mình cũng tu lâu nữa, mình mới có tu có kiếp này à, còn người ta tu nó 2-3 kiếp rồi, cho nên bây giờ người ta nhiếp tâm cái nó vô, người ta xả cái tâm nó dễ dàng, người ta ly dục ly ác pháp nó dễ, là vì nhiều đời người ta có xả rồi. Còn bây giờ mình mới nghe đó, mình tập, mình cố gắng, mình giữ gìn đủ cách, mình tập luyện từ chánh niệm tỉnh giác cho nên định niệm hơi thở rồi định vô lậu để mình xả ác pháp, mình mới tu cho nên mình xả rất là khó khăn. Nó tới lui chứ không phải là người tuổi trẻ là người mà vào tu là không có nhiễm. Mình nghĩ là nhiễm có cuộc đời này thôi, chứ sự thật ra mình đã nhiễm nhiều đời. Thầy nói ví dụ như một người tuổi trẻ vào tu mà nhiều đời họ nhiễm, cái nhiễm đó nó sẽ đánh thức họ hoài. Họ đời này họ đâu có nhiễm, họ vào tu thí dụ 8 tuổi hay là 3 tuổi hay là 5 tuổi, họ đến họ ở tu ở trong một cái chùa với một vị chân tu giới luật thanh tịnh nghiêm túc, do đó họ đâu có bị nhiễm gì đời đâu, nhưng mà họ lại tu rất là khó. Nhiều khi họ nói họ chưa biết đời thì họ tu khó hơn là cái người đã biết đời rồi bỏ dễ, họ luận như vậy, nhưng sự thật ra cái đời của họ quân tu nó quá ít trong những cái đời trước chứ không phải là trong hiện đời. Cho nên dù họ có cái duyên phước được gặp Phật pháp tu, nhưng mà cái nhân đời của họ nó nhiều kiếp quân, cho nên tới đây nó trong cái sự tu tập của họ nó vẫn có những cái nghiệp đời của họ, cái sức mà thu hút của đời, ham muốn của đời nó đánh mạnh họ, nó đánh mạnh bằng cách này bằng cách khác để nó đạt họ ra khỏi cái môi trường tu, nó làm cho họ mất đi cái tu hành. Đó là cái nghiệp đời trước của họ chứ không phải là cái nghiệp đời nay. Đi đời nay họ đâu có nhiễm, nhưng mà đời trước họ đã bị nhiễm rất nặng, nhưng mà họ gieo duyên Phật pháp, có cái duyên cúng dường, có cái duyên quý báu chánh pháp của Phật, họ có thể vì Phật, vì pháp bảo của Phật mà họ dám hy sinh, họ dám chết,
Nhưng mà cái duyên đó họ có, nhưng mà vì họ không có cái duyên tu nhiều đời. Còn cái người mà tu nhanh là nhờ họ nhiều đời họ quân tu. Họ quân tu, họ nỗ lực, họ gạn lọc thân tâm của họ. Cho nên trong kiếp này họ tu rất nhanh. Tu lâu hay là mau là do nhiều đời đã tu tập, chứ không phải trẻ tuổi dễ tu mà nhiều tuổi khó tu. Tu theo đạo Phật chỉ có sự quyết tâm và đầy đủ nghị lực, gan dạ chặt đứt bứt bỏ những gì đang ràng buộc trói buộc đưa đến sự đau khổ. Nghĩa là cái người mà tu theo đạo Phật á, là có cái sự quyết tâm rất là cao. Khi mà hiểu biết được cái đời con người là khổ thì họ quyết tâm, họ nghị lực, họ quan sát cái gì mà đang trói buộc họ để đưa họ đi đến cái chỗ khổ đau của đời họ. Họ quan sát từ cái nhà cửa của cải, tiền bạc, từ anh em chị em cha mẹ, tất cả những cái này mà Đức Phật gọi là ái kiết sử. Nó là một cái sự dây vô hình nhưng mà trói rất chặt. Từ đó chúng ta biết được rõ ràng là những cái này là những cái làm cho chúng ta đau khổ, làm cho cuộc đời chúng ta phải trôi lăn trong nhiều kiếp để mà tái sinh luân hồi, thọ lấy đời này đến đời khác đều là đau khổ. Thương ghét cũng là đau khổ, thương ghét là ác pháp như thầy đã giảng. Do đó chúng ta biết rằng phải đem hết sức lực của mình chặt đứt. Bởi vì ví dụ như bây giờ mình thương mẹ mình mà mình chặt đứt, đừng có để cho nó nhớ nghĩ nữa, thì nó làm cái khổ tâm mình rất lớn. Mà mình đã biết được đạo rồi thì chặt đứt cái này để mà cứu mẹ mình, chứ không phải ngồi đây mà nhớ mẹ, thương mẹ hay hoặc thương cha mình. Trong cái cảnh mà cơm không có ăn, áo không có mặc, mình phải nghĩ cách nào làm cho bà có cơm ăn, áo mặc, thì cái đó là cái sai của mình. Khi mình biết Phật Pháp, mình phải chặt đứt tất cả những cái này để cho mình được giải thoát. Từ đó mình mới đem cái sự giải thoát này mà hướng dẫn cha mẹ mình đi đến con đường giải thoát. Mặc dù là cơm không có ăn, áo không có mặc, nhưng giải thoát quý hơn là đem cơm, đem áo đầy đủ cho cha mẹ mình mà vẫn trôi lăn trong lục đạo, vẫn chịu thọ khổ từ đời này đến đời khác. Đó, thì cái người chỉ tu theo đạo Phật chỉ có cái sự quyết tâm và đầy đủ những cái nghị lực gan dạ như vậy mới dám chặt đứt, mới bứt bỏ. Chứ cái tình cảm mà chúng ta nối liền giữa những người thân của chúng ta rất là khó, chứ không phải vậy. Nếu chưa chặt đứt bứt bỏ được thì hãy theo lời Phật dạy, quán từ bỏ tôi thở vô, quán từ bỏ tôi thở ra. Đó, thầy đã dạy rồi đó, các con thấy trên mà cái thân mà quán cái thân về cái hành tướng nội của nó mà quán từ bỏ. Cho nên ở đây thầy lặp lại để chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta bứt chưa bọt được thì chúng ta hãy bứt cho được. Mà bây giờ cái nghị lực, cái gan dạ của chúng ta nó cố gắng nó bứt nó lìa, nhưng mà ngồi ở trong chùa thì chúng ta vẫn nhớ cha nhớ mẹ, nhớ dòng họ anh em chị em, hoặc là nhớ tiền nhớ bạc, hoặc là nhớ xe nhớ cộ, hoặc là nhớ đủ cách đủ loại ở trong đó. Do đó thì chúng ta phải tu như thế nào, phải tập như thế nào. Bởi vì mình thấy cái tâm mình bây giờ mình quyết mà nó chưa có dứt được, chưa có đặt chặt đứt được, cho nên chúng ta phải quán như lời Phật dạy, quán từ bỏ tôi thở vô, tức là nương về cái định niệm hơi thở mà nhắc ở trong tâm chúng ta phải từ bỏ. Thì trong tâm chúng ta biết là từ bỏ cái gì. Bây giờ chúng ta đương nhớ mẹ nè, đương nhớ mẹ mình bức rứt trong lòng của mình hết sức, đương nhớ bà mẹ của mình. Thì bây giờ đó mình biết cái trạng thái tâm của mình. Vậy thì trong khi mình quán từ bỏ tôi thở vô, quán từ bỏ tôi thở ra, tức là từ bỏ cái lầm thương mẹ đang dày dò trong tâm mình. Hay hoặc là bây giờ mình đang giận hờn nè, thì mình quán từ bỏ cái gì? Quán từ bỏ cái tâm sân của mình. Cái gì mà đang ở trong lòng của mình thì ngay đó là mình quán, tức là nương vào cái hơi thở mà tu cái nhắc cái tâm của mình, dùng cái pháp hướng quán từ bỏ đó. Cho nên ở đây Phật dạy quán từ bỏ tôi thở vô, quán từ bỏ tôi thở ra, hay quán đoạn diệt tôi thở vô, quán đoạn diệt tôi thở ra. Đó là những cách thức tu tập chặt đứt bứt bỏ. Ai là người siêng năng thì tu mau, ai là người lười biếng thì tu lâu. Nghĩa là mình biết được cái pháp đó rồi, hằng ngày mình cứ lo, mình quán, mình chặt đứt bứt bỏ vậy hết, xả bỏ ra hết, thì chắc chắn là cái tâm trạng mà đang thương nhớ đó, cứ hằng ngày nương vào hơi thở, cứ quán từ bỏ. Và đồng thời mà cái tâm mà nó nhiếp ở trong cái hơi thở như vậy, nó đâu còn nhớ, còn thương gì. Cho nên ngay cái chỗ mà hơi thở đó đã, chúng ta đã từ bỏ rồi, mà cái quán từ bỏ nó lại nhắc cái tâm chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta lìa hơi thở ra thì chúng ta thấy cái tâm thanh thản, không còn nhớ thương nữa, tức là chúng ta đã từ bỏ, chúng ta đã. Đó, cách thức tu là tu như vậy đó. Đó là trả lời, ở đây là cái trả lời tuổi trẻ và tuổi già, để cho biết được cách thức mà chúng ta tu
mau hay là nhanh, nhưng mà dù sao đi nữa, nếu đời trước chúng ta có tu nhiều kiếp thì đời nay chúng ta chỉ nhắc một lần hai lần là chúng ta xong. Còn đời trước chúng ta chưa tu thì đời nay chúng ta phải nhắc 100 lần, 200 lần nó mới được. Bây giờ tới câu hỏi khác. Hỏi kính bạch thầy, người muốn tu chứng thì phải ly 18 loại hỷ tưởng khỏi thân tâm của mình. Như thầy đã dạy nó có 18 loại hỷ tưởng mà các thầy, các con đã chép rồi đó, đã biết 18 loại hỷ tưởng rồi. Mà cái người mà tu thiền đông độ đó thì người ta bị rơi vào cái không vô biên xứ đó, hư không vô biên đó. Khi mà cái ý thức thanh tịnh đó, thì họ bị rơi vào đó rồi. Cho nên ở đây câu hỏi này thì nó cũng nhập vào cái chỗ thiền đông độ chứ không phải gì khác hết. Bởi vì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta rất cần để mà xả ly 18 loại tưởng để chúng ta vượt qua. Chứ còn không thì chúng ta cũng nằm đó mà chịu chết như các thiền đông độ mà thôi. Vậy mà có một số đạo sư, đây là câu hỏi kế đây, câu hỏi trong cái câu hỏi đó, nghĩa là chúng ta liền 18 loại tưởng. Vậy mà có một số đạo sư đã dùng 18 loại hỷ tưởng này để dạy cho các đệ tử của mình lấy sắc tưởng, hương tưởng, thinh tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng vân vân. Khiến cho người tu hành mê mờ, không phân biệt đâu là chánh pháp của Phật, đâu là tà thực của ngoại đạo, sống dở chết dở, đạo không ra đạo, đời không ra đời, tu tập nhiều năm mà chẳng đi đến đâu và chẳng đạt mục đích gì. Hiện giờ có rất nhiều học giả cũng đang ở trạng thái này, ngỡ rằng mình đang hòa đồng với vũ trụ vì lợi ích chung cho mọi người. Con xin thầy chỉ dạy để mọi người sớm giác ngộ, không bị lầm lạc trên đường tu tập, cứu mình ra biển khổ và cũng không uổng phí của cả cuộc đời. Đáp: từ pháp môn tịnh độ đã biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín, cúng bái tụng niệm cầu an cầu siêu vân vân. Lại pháp môn này hướng dẫn hành giả vào thế giới sắc tưởng. Đó thì các bây giờ nói về 18 loại tưởng, hỏi thầy 18 loại tưởng, rồi đưa ra một số người dùng các loại tưởng để tu, thì thầy chỉ định cho thấy như tịnh độ tâm, người ta dùng sắc tưởng mà người ta làm cái pháp môn để người ta hướng dẫn người khác đi vào cái thế giới đó. Đến thiền tâm đã biến Phật giáo thành một tôn giáo hữu ngã, có ngã tức là Phật tánh đó. Chấp chặt phải có một con người nào cũng có Phật tánh hết, cho nên nó là cái ngã rồi. Lại pháp môn này hướng dẫn hành giả vào thế giới pháp tưởng. Đó, cho nên nó có cái nó có cái tưởng, cái tưởng nó ra, cho nên nó lạc vào hư không vô biên xứ đó, nó bị lạc vào trong đó mà nó trở thành cái pháp tưởng, nó lấy cái pháp tưởng mà làm cái thế giới nó để tu tập, cho nên nó có cái sự phản bổn hoàn nguyên, phủ trùm vạn hữu. Những cái danh từ của thiền đông độ nó dùng, nó chỉ để cho chúng ta thấy được nó dùng cái trong 18 loại tưởng này ấy, thì cái tịnh độ thì nó dùng cái sắc tưởng mà nó đi vào. Còn cái thiền đông độ thì nó dùng cái pháp tưởng mà nó đi vào, cho nên nó mới có những cái danh từ của nó. Còn cái tịnh độ thì nó có những cái danh từ riêng của nó, cầu vãng sanh cực lạc. Còn ở đây thì nó đi vào cái chỗ không phải cầu nữa, mà phản bổn hoàn nguyên, phủ trùm vạn hữu. Giáo lý nguyên thủy của Đức Phật đã xác định không dạy điểm khởi thủy của con người, thế mà thiền tông có điểm khởi thủy hoàn nguyên. Hoàn nguyên là mình trở về cái gốc của nó chứ gì? Đó, phản bổn. Phản bổn là trở lại cái gốc, hoàn nguyên trở về cái nguồn gốc của nó. Đó, thì cái câu phản bổn hoàn nguyên mà đạo Phật xác định rằng cái khởi điểm của con người không có, vậy thì nó trở về cái khởi điểm, nó là cái chỗ nào mà gọi là gốc, gọi là cái nguyên gốc của nó, cái nguyên thủy của nó. Đó, đạo Phật đã xác định trong bài 12 nhân duyên, Đức Phật đã xác định rõ ràng. Và trong cái giáo án của thầy đã dạy rồi đó, thì các thầy cũng thấy rằng từ con người, từ nhân quả sanh ra và chết đi cũng trở về nhân quả. Thì bây giờ chúng ta phản bổn hoàn nguyên trở về nhân quả thì có lý do gì? Thì nhân quả nó có giải thoát không? Nó là thiện ác mà làm sao giải thoát đâu. Cho nên trở về đó thì cũng như là người bình thường không tu thì cũng trở về đó vậy. Cho nên nếu mà nói đạo Phật có cái khởi điểm thì nó không phải là đạo Phật. Vì có khởi điểm tức là có cái ngã chấp, còn không có cái khởi điểm tức là không có ngã chấp. Cho nên đạo Phật xây dựng cái giáo lý của mình, cái giáo lý mà
duyên khởi thì nó là cái vòng tròn, cho nên nó không có một cái khởi điểm, nó không có cái điểm khởi đầu. Thiền tông lạc vào pháp tưởng mà không biết cảm thấy mình hòa đồng trong vũ trụ hay là phủ trùm vạn hữu. Theo Phật giáo, người tu hành phải đạt được mục đích, nghĩa là cái người tu hành phải đạt được mục đích chứ không phải là hòa đồng vũ trụ hay là phủ trùm vạn hữu, mà đạt được cái mục đích gì, cái mục đích đó là mục đích gì. Cho nên thầy ghi theo Phật giáo, người tu hành phải đạt được mục đích đó là gì đó. Thì bây giờ để trả lời cái câu hỏi mà thầy hỏi, tự thầy hỏi đó, mục đích đó đó làm chủ sanh lão bệnh tử, đó là bốn cái nỗi khổ của con người. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái sự tu tập của mình đó, là mình nhắm vào cái mục đích làm sao làm chủ được cái cuộc sống của mình, làm sao làm chủ được cái tuổi già của mình, làm sao làm chủ được cái bệnh tật, và đến khi mà mình chết mình làm sao mình làm chủ, đừng có để khổ quá khổ. Xưa Đức Thế Tôn đã tuyên bố bốn câu kệ, hay là tuyên ngôn bốn câu kệ. Xưa Đức Thế Tôn đã tuyên ngôn bốn câu kệ khi mình đã đạt được mục đích. Bốn câu kệ nó như thế này: thiên thượng thiên hạ, di ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sanh lão bệnh tử. Đó là cái Hán tự, thì thầy tạm dịch để cho quý thầy và các con hiểu. Thiên thượng thiên hạ có nghĩa là trên trời dưới trời, di ngã độc tôn có nghĩa là chỉ của mình ta, nhất thiết thế gian, hết thải trong thế gian này, sanh lão bệnh tử, ta là người vượt qua sanh lão bệnh tử, nghĩa là ta là người làm chủ được sanh lão bệnh tử. Thì cái mục đích đã đạt được thì còn tu cái gì nữa đó. Thì cái mục đích của đạo Phật là như vậy, chứ không có phải mục đích của đạo Phật là để trở về phản bổ hoàn nguyên, để phủ trùm vạn hữu. Cho nên cái thiền tông á, nó đi lạc, nó không đúng với cái mục đích của đạo Phật rồi. Mục đích thiền tông là phản bổ hoàn nguyên, phủ trùm vạn hữu, để làm gì với ý nghĩa của cuộc đời này? Khi mà chúng ta trở về với cái nguồn gốc của chúng ta, phủ trùm vạn hữu như vậy, để nó có cái lợi ích gì cho cái đời sống của chúng ta, hay là chúng ta cũng còn tham sân si giận phiền não? Cho nên dù là chúng ta có phản bổ hoàn nguyên, có phủ trùm vạn hữu, thì tâm tham chúng ta vẫn còn. Chúng ta cũng thích nằm trên nệm êm, giường cao rộng, chúng ta cũng thích mặc đồ sang đẹp, chúng ta cũng thích ăn uống phi thời. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta có giải thoát được chưa? Đời sống chúng ta cũng còn như cái đời sống của phàm phu. Thì như vậy có phản bổn hoàn nguyên đi nữa thì chúng ta vẫn là một con người tầm thường, chứ cũng không phải giải thoát được gì. Nếu phản bổn hoàn nguyên, phủ trùm vạn hữu mà làm chủ được sanh lão bệnh tử thì cũng nên tu tập. Nếu mà bây giờ chúng ta phản bổn hoàn nguyên nè, mà phủ trùm vạn hữu, mà bây giờ chúng ta làm chủ được cuộc sống nè, thì cuộc sống người tu sĩ ba y một bát, sống cái đời sống không còn có một cái vật gì xả hết. Trái lại bây giờ những cái người mà tu thiền đâm độ thì họ không có như vậy đâu, cuộc sống của họ hoàn toàn đầy đủ lắm chứ không thiếu đâu. Rồi kế đó đó, già họ không có làm chủ được nè, họ không biết cách làm sao làm chủ được. Rồi bệnh nè, họ cũng không biết làm chủ được, họ chỉ bảo bệnh thì cứ bệnh kệ nó, mình cứ đừng có dao động tâm của mình là được. Thì như vậy là rõ ràng là cắn răng chịu đựng đau chứ không phải. Rồi đến chết thì chết mặt chết, tử mặt tử, ăn thua gì mình, Phật tánh cứ còn đó chứ đâu phải là mất mát gì đâu. Chết cái thân chứ đâu phải là chết Phật tánh đâu mà sợ. Mà cho nên họ nói như vậy chứ sự thật họ không có làm chủ được cái chết. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy nếu mà phản bổn hoàn nguyên, phủ trùm vạn hữu mà làm chủ được sanh lão bệnh tử thì đó là cũng là cái mục đích của đạo Phật đi. Đằng này nó không nhằm được cái mục đích đó, do đó nó không thể giải quyết được bốn cái khổ này, thì không giải quyết được bốn cái khổ của đời người, cho nên chúng ta không có tu tập. Nhưng nhìn lại đời sống của thiền sư, nghĩa là các ngài nói mà nó được như vậy thì chúng ta nên tu. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn xét được cái đó có phải là làm chủ được sanh lão bệnh tử không? Cho nên chúng ta mới nhìn lại cái đời sống, tức là chúng ta quan sát lại các vị mà tu thiền coi họ có làm chủ được chưa. Bây giờ chúng ta mới nhìn lại. Khi mà nhìn lại cái đời sống của thiền sư á, thì chúng ta chưa thấy họ làm chủ được cái cuộc sống, cho nên họ còn ăn uống phi thời, còn chạy theo vật chất, còn ham ngủ, còn đang đắm chìm trong vật chất thế gian. Đời có gì thì thiền sư có nấy. Nghĩa ở ngoài đời bây giờ người ta có gì thì có nấy. Người ta có xe hơi thì mình cũng có xe hơi. Người ta có cái gì thì mình có nấy. Cho chí đến như cái ăn, cái ngủ, thiền sư còn ăn uống phi thời, ngủ nghỉ phi thời,
giường cao nệm ấm, áo quần sang đẹp vân vân. Đó là họ chưa có ly mà họ chưa có xả mà họ còn sống như thế gian. Nhưng mà họ nghĩ rằng cái đó là cái mình đừng có chấp dính nó thôi. Mình ăn mặc sang đẹp chứ không chấp dính nó đâu thôi. Nhưng mà sự thật ra mình nói một lý nhưng mà mình đã mang mặc nó thì tức là mình bị dính mắc, chứ làm sao mà mình nói rằng mình hết dính mắc. Sanh mà không làm chủ được thì ly dục ly ác pháp, mình không sanh làm chủ không được, tức là chưa có ly dục ly ác pháp được. Thì làm sao mà làm chủ được già bệnh chết? Thì phản bổ hoàn nguyên, phủ trùng vạn hữu có lợi ích gì? Chỉ chẳng qua thiền sư lạc vào pháp tưởng mà không biết mình nên rất đáng thương. Từ bao thế kỷ, bao thế hệ đã lầm đường lạc lối, uổng phí cuộc đời tu hành. Thiền sư cứ nghĩ rằng mình kiến tánh là thành Phật, Phật thì có sẵn, chỉ cần thấy mà thôi, chẳng cần tu gì hết. Chỉ vì chưa thấy tánh nên phải tu để thấy. Từ pháp tri vọng, tham thải đầu, tham công án đều là pháp tu để kiến tánh. Nghĩa là tu cái đó để mà nhận ra cái tánh. Cho nên có người thì vừa thấy hoa đào nở thì họ cười, có người thì dấp té là ngộ đạo, đó là thấy tánh của họ. Đó, cho nên họ tu tập những cái tu tập của họ để mà ức chế cái tầm tứ, để mong cho các ngài để ngộ được cái tánh Phật. Cho nên khi mà ngộ được cái tánh thì thôi không có gì hết, chứ họ đâu có tu mà ly dục ly ác pháp đâu, họ đâu có làm cho cái tâm họ hết tham sân si đâu, mà họ chỉ làm sao cho mình thấy tánh, mà thấy tánh thành Phật thôi, thì đã thành Phật rồi thì đâu còn tham sân si. Cho nên họ nghĩ vậy, cho nên vì vậy mà họ nỗ lực, họ tu tri vọng, họ tham thải đầu, họ tham công án để cho họ kiến tánh mà thôi. Cho nên thường thường họ tham những cái đó, bỗng dưng nó bùng dở, tức là bùng dở gì? Là họ đã kiến tánh, tức là họ nhập vào cái thể tánh đó. Còn pháp tu ly dục ly ác pháp thì trong kinh Đại Thừa dạy thấy các pháp là không, thấy các pháp là hư huyễn hay là huyễn giả, không thật. Trong kinh Đại Thừa thì có cách thức tu ly dục ly ác pháp, có cách thức tu. Cho nên thấy các pháp đều là không như Bát Nhã, thấy các pháp đều là hư huyễn, thì đó là kinh Viên Giác, không thật, đó là kinh Viên Giác. Thì đó là để chứ làm gì? Bởi vì khi người ta chửi mình thì mình thấy nó là huyễn giả, nó thấy là không, cho nên mình không tức giận. Đó là cái cách thức ly dục ly ác pháp của mình. Cũng như bây giờ tâm mình khởi ham muốn một cái vật gì đó, mình nói mọi vật đều là huyễn giả, có gì mà phải ham muốn, do nó cái tâm nó không ham muốn nữa. Đó là cách thức tu để ly dục ly ác pháp của Đại Thừa Kinh. Chứ còn thiền tâm thì không có đâu, thiền tâm không có pháp nào mà ly dục ly ác pháp hết. Chỉ có Đại Thừa thì nó còn có một ít ở trong những cái tư tưởng của giáo lý nguyên thủy, nó có rứt tỉa được một số giáo lý nguyên thủy ở trong cái Đại Thừa. Tức là nó còn giữ lại cái bản chất nguyên thủy của Phật giáo ở trong cái kinh sách Đại Thừa một chút đó. Cho nên nó có cái tu tập về ly dục ly ác pháp, nhưng những cái tu tập đó nó không làm cho nó sạch, thật sạch cái tâm của nó đâu, nó không sạch đâu. Dường như là cái pháp đó là cái pháp trốn chạy, trốn chạy, chứ không phải là thấy mọi vật đều là huyễn giả để mình trốn chạy cho cái tâm mình nó đừng có giận hờn, đừng có ham muốn thôi. Chứ thật sự thật là nó đang ham muốn rất nhiều, tránh né nó, gọi là tránh né. Cho nên hầu hết là một cái số người mà tu về cái pháp mà không thấy các pháp là không đó, ngũ uẩn giai không đó, thấy các pháp đều là huyễn giả đó, thì họ có giảm bớt, họ có sống cái đời sống an ổn thật, nhưng mà cái tâm mà cái thật sạch đó, thật hết ham muốn thì chưa hết, chưa có người nào hết đó. Nghĩa là hiện giờ thì chưa thấy người nào hết. Những pháp dạy trong kinh Đại Thừa chỉ có pháp lìa mà chưa có pháp đoạn. Họ thầy ở đây thầy phân tích rất rõ mà, đó là cái lối nó lìa, nó ly ra, nó lìa ra thôi, nó lìa các pháp thôi, nhưng mà nó chưa sâu, cho nên nó chưa có pháp đoạn. Vì thế thiền sư có giảm bớt tham sân si nhưng không đoạn dứt được. Vì kinh sách Đại Thừa và thiền tông không có pháp hành đoạn dứt, nên đối với đời sống sanh, đời sống tức là sinh y, thiền sư chưa làm chủ tâm mình, còn chạy theo ngũ trần, tức là còn chạy theo sắc thinh hương vị xúc pháp đó, còn chạy theo ngũ trần đó. Cho nên người muốn tu hành giải thoát khỏi sanh lão bệnh tử mà tu theo kinh sách Đại Thừa và thiền tâm thì cũng như người khát nước mà uống nước muối. Đó là
cái chỗ mà thầy đem một cái ví dụ để thấy rằng muốn giải thoát mà tu theo cái kiểu như vậy thì như người khát nước mà lấy nước muối mà uống. Đây là một cái sự thật chứ không phải là bài bác họ. Nhưng mà các thầy cũng như các con suy ngẫm lời thầy nói và lời của thầy so sánh ở đây để thấy đó là một cái sự thật như vậy. Vì trải qua một cái thời gian mười mấy hai chục năm, nhiều người đi theo thiền Đông Độ, họ tu với Hòa Thượng Diệu Lực hoặc là Hòa Thượng Thanh Từ, thì bây giờ xét lại họ đã được những gì và họ làm chủ được những gì, thì chúng ta xét rồi chúng ta suy ngẫm lời thầy nói có đúng hay không. Đừng tin lời thầy nói mà cứ xem xét những người đang theo các bậc hòa thượng này tu hành các pháp môn đó, rồi sẽ thấy có người tu cũng hai ba chục năm chứ không phải ít. Rồi xem lại những cái bậc thầy của họ, cái bậc mà đã giảng những cái pháp đó ra, xem coi họ đời sống họ có ly dục chưa, có ly ác pháp chưa, họ có làm chủ được cái đời sống họ chưa, hay họ còn đang đắm nhiễm qua cái hình thức khéo che đậy mà thôi, qua cái lý luận khéo che đậy mà thôi, chứ sự thật ra thì họ còn đang sống ở trên cái dục lạc đó. Đạo Phật đã xác định con người do nhân quả sinh ra, chết đi trở về nhân quả. Do nhân quả sinh ra thì làm sao có khởi điểm ban đầu của con người mà gọi là phản bổn hoàn nguyên. Kinh sách Đại Thừa do ảnh hưởng Bà La Môn giáo mới có đại ngã và tiểu ngã. Nó thì Bà La Môn giáo thì nó có xây dựng cái đại ngã và cái tiểu ngã. Một con người chúng ta làm cái tiểu ngã và cái đại ngã thì nó rộng lớn, minh mông. Ví dụ như mỗi một con người là một cái tiểu ngã, và cái đại ngã như là cái biển minh mông nước, còn cái tiểu ngã như là một giọt nước. Khi một người mất đi rồi thì cái giọt nước nó sẽ nhiễu vào trong cái đại ngã, nó hòa tan, thì nó coi như là không còn cái tiểu ngã mà nó trở về với cái đại ngã. Do đó nó mới có cái chỗ phản bổn hoàn nguyên đó. Đó là ảnh hưởng của Bà La Môn giáo, là kinh sách Đại Thừa. Kinh sách Thiền Tông thì ảnh hưởng Lão giáo mới có bản thể vũ trụ đó. Thì do Lão giáo nó mới có những cái câu ở trong kinh Nam Hoa đó, đạo cả đạo phi thường đạo, danh giả danh phi thường danh đó. Cái câu của Lão Tử viết ở trong cái cuốn mà kinh Nam Hoa đó, thì có đó cái chỗ bản thể đó nó không tên không tuổi không gì hết. Ai nó có tên có tuổi có hình có dáng thì nó không phải là bản thể của vũ trụ. Cho nên nó ảnh hưởng Thiền Tông thì nó ảnh hưởng Lão giáo, nó mới có cái danh từ, nó mới có những cái tên là bản thể vũ trụ. Nó mới có cái tánh, rồi cái thể, rồi cái Phật tánh. Đối với Đạo Phật, những việc này chỉ là một lý, một hí luận. Một hí luận là một cái điều mà luận chơi cho vui, chứ chẳng có ích lợi và thiết thực gì cho loài người. Nghĩa là cái này nó chẳng có đem đến cho chúng ta có cái lợi lạc giải thoát cho chúng ta một cái gì hết. Cho nên Đức Phật gọi cái này là gọi là cái hí luận. Và trong 62-63 lập luận của Hoài Đạo trong cái thời Đức Phật thì nó cũng có xây cái bản thể vũ trụ này. Bởi vì ở trong đó nó Bà La Môn mà, nó có đại ngã và tiểu ngã, cho nên nó cũng đã có rồi. Vì vậy mà Đức Phật gọi là cái đó gọi là hí luận. Hí luận là luận chơi chơi vui, cao thấp hơn thua cho vui chơi, chứ còn không có cái lợi ích thiết thực. Đối với Đạo Phật thì cái gì thực, còn cái hí luận thì không có đùa chơi như vậy. Vì thế Đức Phật chỉ thẳng cho mọi người biết có 18 loại tưởng. Tịnh độ tâm chiếm sắc tưởng làm cứu cánh của mình, Thiền tâm chiếm pháp tưởng làm cứu cánh của mình. Ở hai cái tâm này thì họ cái họ chiếm một cái tưởng để họ làm cái chỗ cứu cánh của họ. Xác định để chúng ta thấy cho rõ. Và đồng thời sau này thì quý thầy cứ về suy ngẫm lại những cái điều mà kinh điển Phật đã chỉ cho chúng ta biết 18 cái loại tưởng. Và đồng thời ở đây thầy xác định cho biết rằng cái Thiền Tông nó chiếm cái tưởng nào và cái Tịnh Độ Tông nó sẽ chiếm cái tưởng nào. Do thế lấy tưởng mà cho rằng thật, cũng như người ngu nghe vang mà tưởng tiếng, thấy bóng cho là hình, đó là hình thức điên đảo vô minh, nên tu đời này sang đời khác cũng chẳng ra gì. Nó thì mình nghe tiếng vang mình cho đó là tiếng thì nó là mình ngu. Mình nhìn thấy hình bóng mà mình cho đó là mình thấy bóng mà mình cho đó là hình là thật thì đó là mình sai. Bởi vì tưởng nó chỉ là cái bóng dáng mà thôi, chứ nó không có thật. Dù là pháp tưởng, dù là sắc tưởng, nó cũng đều là bóng dáng mà thôi, nó không có thật.
Kính bạch thầy, khi nhập tứ thiền, các hành tâm thân đều ngưng nghỉ hoàn toàn, huyết trong tim dẫn đi trong ống, trong các ống mạch nuôi khắp châu thân, lúc đó nó động lại hay ở trạng thái bình thường, và bộ não còn hoạt động gì không hay cũng ngưng hoạt động, và hơi thở tịnh chỉ hoàn toàn, thân hiện giờ giống như một pho tượng, đến khi muốn phục hồi trở lại trạng thái bình thường không khó khăn gì. Nếu thật sự như vậy thì thật là di diệu, hy hữu thai đạo Phật, không có pháp nào trên thế gian này sánh được, và lý thuyết âm dương ngũ hành trong y học chỉ còn là giả thiết. Ở đây các thầy chân thành hỏi cái này thì thầy nói rằng nếu mà tứ thiền thật sự ra tứ thiền thì phải đạt như vậy, nhưng mà chưa biết nó là cái ngưng hoạt động vậy như thế nào mà con người mà chúng ta phục hồi lại được, chứ không khéo nó ngưng hoạt động rồi nó sẽ đi tiêu luôn, nó không phục hồi lại được. Ở đây thầy sẽ giải thích để cho thấy cái sự phục hồi lại, cái sự sống của chúng ta khi nhập định. Đáp: khi người nhập tứ thiền, hơi thở tịnh chỉ, mà hơi thở đã ngưng thì tất cả những sự hoạt động trong thân đều ngưng hoạt động. Tại sao cái hơi thở mình nó quan trọng? Các thầy tất cả lưu ý, cái hơi thở mình còn thở thì tất cả những bộ phận ở trong thân chúng ta nó theo cái nhịp của hơi thở, mà nó tim nó cũng vậy, nó không phải theo cái nhịp hơi thở mà nó hoạt động. Mà nếu hơi thở dừng rồi thì bắt đầu tim nó cũng phải dừng, bao tử nó cũng phải dừng, gan ruột gì nó cũng phải dừng hết, nó không hoạt động được cái gì hết. Coi như là hơi thở ngưng hoạt động. Cũng như bây giờ thầy nói như cái máy mà cái bộ phận mà nó hút gió với xăng nó không có, thì cái máy đó nó cũng chỉ ngưng liền tức khắc. Mà nó ngưng rồi thì bánh xe con, bánh xe lớn ở trong cái máy đó nó cũng ngưng hết, chứ nó không có làm sao nó chạy được. Nó thì cái hơi thở là cái vấn đề quan trọng, cũng như là cái chỗ mà cái xe mà cái chỗ xăng với hơi với không khí nó hòa khí nhau đó, để mà nó đốt cháy, nó làm cho cái xe chạy đó, cái máy chạy đó, thì cái chỗ đó là cái hơi thở của chúng ta đó. Cho nên ở đây chúng ta biết được khi mà cái hơi thở nó tịnh chỉ rồi thì các hành ở trong thân nó phải ngưng. Mà nó ngưng như thế nào để mà nó sống đây? Đây bây giờ nó ngưng hoạt động hoàn toàn, máu thì dừng lại, không có chạy, không có đi được nữa, nó đứng lại hết. Nghĩa là bây giờ cái máu đó nó tới đó, cái hơi thở ngưng là bắt đầu cái máu đó nó ứng lại đó, nó không có đi tới nữa được, nó không chạy tới nữa. Vì cái tim nó ngưng rồi nó không còn cái sức đẩy nữa. Nhưng không đông đặc, nó không đông đặc. Nó không đông đặc là nó còn cái gì mà nó không đông đặc? Hơi ấm trong người còn không mất. Nghĩa là cái hơi nóng mà trong người còn thì cái máu nó không đông đặc, nó đứng lại đó chứ nó không đông đặc. Còn cái hơi ấm mà trong người mất thì cái máu nó đông đặc liền. Những cái phần tế bào não trên cái đầu của chúng ta, những cái phần tế bào não đó từ lâu đã hoạt động cùng với nhịp thở. Nghĩa là bây giờ chúng ta đang thở thì nó có cái phần tế bào đó, nó hoạt động với cái nhịp thở của chúng ta đó, thì nó đang hoạt động, nó điều khiển những cái thần kinh ở trên cái não bộ chúng ta để đưa tay đưa chân hay muốn cái gì nó đều do cái sự điều khiển của nó ở trên đó. Thì những cái phần mà tế bào mà não mà nó hoạt động theo cùng cái nhịp của hơi thở, hòa hợp với cái bộ máy đang hoạt động của cái cơ thể đó, thì cái người mà cái hơi thở ngưng đó, thì tất cả cái tế bào đó nó ngưng theo hết, nó không có hoạt động nữa. Từ lâu đã hoạt động cùng với nhịp thở thì hiện giờ đều ngưng hết. Những phần tế bào não nào từ lâu chưa hoạt động, bây giờ ở trong cái đầu của chúng ta nó có những cái phần mà tế bào não từ lâu nó chưa hoạt động, nó không có hoạt động theo cái hơi thở, cho nên nó nằm yên đó, nó chưa có hoạt động đâu. Bây giờ chúng ta mới bây giờ thì khi mà cái tụi này nó ngưng hoạt động, cái tụi tế bào não này nó ngưng hoạt động theo cái hơi thở, theo cái bộ máy làm việc của nó chung nhau đó, thì nó ngưng nhau thì nó ngưng hết. Cho nên cái tụi này bắt đầu nó hoạt động, tụi kia ngưng là nó hoạt động. Vì nó hoạt động á, cho nên cái hơi ấm ở trong người chúng ta còn. Còn nếu mà nó không hoạt động á, thì cái hơi ấm ở trong người chúng ta mất luôn. Cho nên cái người chết á, là do cái bộ não, do cái phần tế bào não á, nó không hoạt động. Mà nó hoạt động được á, là do chúng ta đã tu tập đến thức nó, chứ không phải khi không mà nó hoạt động đâu. Nếu mà hơi thở chúng ta bây giờ chúng ta đương mạnh nè, bình thường nè, mà chúng ta chưa biết cách nhập định nè, chúng ta chưa đánh thức được cái tế bào não đó nó hoạt động á, thì trong khi đó mà chúng ta nhảy xuống sông tự tử này, hoặc làm cái gì cho chúng ta ngộp chết đi,
không có thở được đó, thì ngay đó là cái cơ thể chúng ta máu nó sẽ đông đặc và nó không có nó lạnh liền tức khắc, nó không còn có cái hơi ấm nữa, nó mất đi. Đó, thì ở đây thầy giải thích rất là tỉ mỉ để chúng ta thấy được cái phần mà đánh thức cái phần tế bào não để cho nó thay thế cái tuổi mà tế bào não kia ngưng nghỉ đó. Bởi vì trong cái đầu của chúng ta nó có nhiều cái loại tế bào mà có một số nó không chưa làm việc, và bây giờ chúng ta đánh thức nó để nó làm việc. Vì thế hơi ấm trong người, hơi ấm trong người không mất, sáu căn không bị hư hoại, thân mới phục hồi lại dễ dàng. Bởi vì sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý của chúng ta nó không bị hư hoại. Những cái vật mà có thể dễ bị hư hoại là mắt tai mũi miệng thân ý của chúng ta, mà nó nhờ cái tế bào mà não mà nó không làm, nó từ lâu nó không làm việc, bây giờ nó đứng ra nó làm việc, nó hoạt động, mà nó giữ lại cái cơ thể chúng ta để chúng ta phục hồi lại mà nó không bị hoại diệt. Khi người tu nhập tứ thiền, đó là giai đoạn đánh thức tế bào não mà từ lâu nó chưa hoạt động. Nghĩa là bây giờ mình ở trên cái đoạn đường mà xả hỷ xả lạc, xả khổ xả niệm thanh tịnh đó, cái đoạn đường mà hàng ngày mà tập để mà điều khiển. Ví dụ như bây giờ thầy hướng tâm, thầy nhắc này, hơi thở phải tĩnh chỉ nè, các hành trong thân phải tĩnh chỉ nè, thì bắt đầu nó tĩnh chỉ được bao nhiêu, nó tĩnh chỉ được một phút cái bắt đầu nó thở trở lại, chứ đâu có tĩnh chỉ lâu đâu. Cho nên nó tĩnh chỉ một phút đó, là tức là nó kéo dài được một phút đó, là nó đánh thức cái tụi kia dậy. Cái tụi mà không làm việc nó tế bào não nó không làm, nó không làm việc đó. Bây giờ nó đánh thức nó, khi mà nó đang ngưng như vậy đó, thì cái pháp hướng nó có cái hiệu quả là nó làm cho cái hơi thở này ngưng, thì cái tụi kia bắt đầu nó hoạt động. Nhưng mà nó chưa hoạt động á, thì bắt đầu cái tế bào não mà nó làm việc với hơi thở thì bắt đầu nó thúc đẩy rồi. Nó thúc đẩy thì tức là hơi thở nó phải thở trở lại, coi như là chúng ta không kéo dài được lâu, chỉ trong vòng một phút. Rồi lần lượt chúng ta tập dần điều khiển cái lực của chúng, cái lực pháp hướng á, nó điều khiển, nó làm cho hơi thở dừng và nó đánh thức cái tế bào não kia bắt đầu làm dậy, bắt đầu thức dậy làm việc. Và do từng tự bắt đầu tụi kia nó trỗi dậy nó làm việc hết, thì bắt đầu cái này nó ngưng luôn. Cho nên chúng ta ngồi một ngày hai ngày cho đến một tháng hai tháng vẫn dễ dàng mà không khó khăn, và cơ thể không bị hư hoại. Khi nó chịu hoạt động thì hơi thở chúng ta mới tĩnh chỉ, nghĩa là mới tĩnh chỉ hoàn toàn. Khi mà tụi này nó chịu hoạt động rồi thì lúc bây giờ cái lệnh của cái pháp hướng của chúng ta nó mạnh lắm, nó hướng như vậy đó, mà cái tế bào não mà trong đầu của chúng ta nó chưa chịu hoạt động thì nó chỉ có chút rồi nó bắt đầu nó thở ra.